Trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí, ai cũng tưởng câu hỏi này chỉ để hỏi cho vui. Nhưng nào ngờ, đó chính là bài test cuối cùng, xem ai là người được chọn. Và cái kết cuối cùng, có bao nhiêu người được chọn, bạn có biết không nhỉ? Câu hỏi thật đơn giản như sau, nhưng để trả lời, phải suy nghĩ mất tận 3 ngày 3 đêm đó nha. Bể nước có 10 con cá, 2 con chết, 4 con lặn xuống dưới. Vậy bể còn mấy con đấy? Giỏi 4 năm liền, em chắc chắn câu trả lời này là còn 8 con, vì 2 con chết rồi còn đâu. Đúng đúng, học sinh giỏi mà đã nói thì sao mà sai được. Có nghĩa là họ cũng có đáp án còn 8 con cá. Hãy nghĩ đơn giản thôi các bạn ơi. Như đề bài đã cho, nói rằng 2 con cá chết mà chẳng ai vớt đi thì chắc chắn sẽ còn lại đủ 10 con trong bể mà thôi. Ồ, chúc mừng em vì đó là câu trả lời đúng nhất. Chỉ hỏi bể còn mấy con thôi mà có ai bảo vớt lên đâu. Vậy nên dù có trải qua bao nhiêu bài thi 10 điểm đi chăng nữa thì quan trọng là lúc cần đến bạn đủ thông minh để giải quyết, giống như bài toán ở trên vậy. Càng nghĩ đơn giản lại càng tìm ra đáp án đúng. Có phải không nào? Ở một diễn biến khác, Nobita lại ngủ quên rồi kìa. Ông vua hậu đậu này chắc chắn lại đi học muộn rồi. Oh no, cổng trường khóa, có một chiếc điều khiển có thể mở cổng trường nha. Nó đang được giấu ở quanh đây, chúng ta cùng căng mắt ra để tìm điều khiển giúp bạn ấy nhé. Nó có thể ở đâu được nhỉ? Ta thử liều ăn nhiều xem được không? Ấn thử vào lùm cỏ bên trái này coi sao. Oh no, toàn cái nhà hoang rồi. Cày thế nhở? Nhưng không sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mình sẽ chơi lại ngay. Lần này ta thử tìm trên tường coi sao. Lỡ ngỡ vớ huy chương rồi các bạn ơi. Chính là viên gạch này. Ta lấy điều khiển ra, bấm vào mở cổng. Pew. Bấm thêm cái nữa, thế là nhiệm vụ đưa Nobita bình an vô sự tới trường đã hoàn thành rồi. Này, nói thật với Nobita nhé, bọn tôi giúp nốt một lần này thôi đấy. Còn trả lời được câu hỏi số 3 này, bạn là cao thủ bắt trend, lướt 150 phút mạng xã hội một ngày cũng không địch lại bạn đâu. Mày làm sao? Mày thích rồi. Sự xuất hiện dần dần của tiểu tử Skibidi Toilet và Boss Camera rầm rộ thời gian nghỉ hè gần đây làm giới trẻ đứng ngồi không yên. Bạn sẽ về phe ai đây? Chỉ 2 giây thôi, tôi biết rồi. Boss Camera sẽ dùng thần long thập bát trưởng Camera và nút xả bồn cầu tiễn đám Skibidi Toilet kia cuốn theo dòng nước đi xa luôn. Dù chưa hiểu rõ lắm cốt truyện của Skibidi Toilet, nhưng nhanh trí tin rằng bên Camera là đại diện cho công lý. Mà công lý thì luôn bất bại mà. Còn rất nhiều diễn biến ly kỳ khác, các bạn nhớ bấm đăng ký để xem thêm cập nhật mới nhất nhé. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục giải khát tới đây. Một loại đồ uống của Việt Nam ta làm trao đảo thế giới, bình thường nhưng không tầm thường. Ai biết đó là gì không nhỉ? Mà đã thế lại còn gây bão ở Hàn Quốc cơ chứ lị. Đó là trà chanh, nước mía hay nước cam nhỉ? Không rầm rộ quảng cáo nhưng gây ngỡ ngàng với giới trẻ Hàn Quốc đang ở giữa Seoul mà cứ tưởng đâu ở đường phố quanh nhà, nước mía Việt Nam mùa hè 2023 này đã và đang khuấy đảo Hàn Quốc. Các oppa cứ phải gọi là mê chứ ê kéo dài. Cũng là những cây mía đó, máy ép đó, nhưng đây là một hình thức bán đồ uống ngon bổ rẻ từ thiên nhiên chưa từng có tại Hàn Quốc. Lẽ ra phải mua 100.000 một cốc, giờ đây nước mía Việt Nam giải cứu cơn khát giới trẻ Hàn Quốc chỉ với 10 đến 20.000. Chà chà, phải nói là đồ ăn thức uống ở Việt Nam mình thật đáng tự hào quá đi. Đi đến đâu, khách ùn ùn tới đó. Cứ nhìn cảnh người ta xếp hàng để được uống một cốc nước mía như này, tự nhiên thấy thương chị chủ quán quá. Kiểu này chị lại đếm tiền mỏi tay rồi. Các bạn thích uống nước mía vị gì thế? Nhanh trí thích nhất vị mía mix sầu riêng nha. Ngon nuốt cả lưỡi. Câu 5, đánh bay thừa cân béo phì tuổi dậy thì mà không cần tập thể dục. What? Có thể không? Có chứ, vì ở đây có món ăn càng ăn càng gầy. Bạn đã biết chưa, lòng trắng trứng, sô-cô-la đen hay sữa chua không đường? Hí hí, bạn nào đang bị gầy chắc chắn không thích điều này đâu. Cơ mà những bạn mũm mĩm thì chắc chắn nên chọn cả ba, lòng trắng trứng, sô-cô-la đen và sữa chua không đường, đều rất phù hợp để càng ăn càng gầy. Với ưu điểm ít calo, giàu protein, các món này có thể giúp kiềm chế sự thèm ăn của bạn. Rồi, không thèm ăn thì cân đâu mà tăng nữa phải không nào? Kết hợp với tập luyện thể dục thể thao nữa, ta nói bé mỡ, còn lâu mới có cửa nha.
Hey, các bạn vừa xem quảng cáo xong đúng không? Trên TV còn có nữa là nên ở nhanh trí có cũng là điều dĩ nhiên. Ai xinh trai đẹp gái hay xem hết quảng cáo thì nhanh trí có ngay một món quà cho các bạn đây. Ngại quá, hay là không nói xa nhỉ? Ô kìa, anh edit phát video luôn rồi. Các bạn cùng xem với mình để chọn ra điệu nhảy nào được yêu thích nhất nhé. Thật sự đấy, ai chọn được chắc chắn phải có con mắt thẩm mỹ như ban giám khảo luôn ý chứ. Còn nhanh trí thấy, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10, xem một còn muốn tua lại xem lần 2 nên chưa chọn được. Bạn chọn ai thế? Comment ngay tên idol đó xuống bên dưới đi nè. Ơ kìa các bạn ơi, đang giải đố mà gặp bạn Chun kìa, hình như có chuyện gì đó thì phải, anh em ta qua đó hóng hớt đê. Ồ, hóa ra là Chun thấy xe máy của anh Kiên ngầu quá nên cứ đòi lái thử kìa. Tại sao người lớn được đi xe máy còn chúng ta thì cứ phải đi xe đạp, thật là bất công. Ồ, Chun có câu hỏi mà mình cá là gãi đúng chỗ ngứa của nhiều anh em ngồi ở đây rồi. Các bạn có biết vì sao lại lạ như vậy không nhỉ? Sao chúng ta không được lái xe máy vậy? Vì chưa đủ tuổi, vì chưa có bằng lái xe hay còn quá nhỏ? Chun ơi, chúng ta đã đủ tuổi đâu mà lái xe. Nếu chưa đủ 18 tuổi mà tự lái xe máy hoặc ô tô rất là nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Hơn nữa, còn vi phạm pháp luật và bị các chú công an phạt rất nặng nữa đấy. Bởi vì đã đủ tuổi để thi bằng đâu. Khi nào chúng ta 18 tuổi, cao lớn trưởng thành thì có thể đi thi bằng lái xe và điều khiển xe máy ô tô được. Còn bây giờ, tuổi của chúng mình chỉ có thể đi xe đạp và chú ý an toàn khi tham gia giao thông mà thôi. À, có thể đi xe đạp điện nữa nhưng nhớ phải đeo Mubahi vào nha. Còn Mubahi là gì thì đố bạn đoán ra đấy, nhớ comment xuống bên dưới nhé. Tiếp theo sẽ là một câu đố mẹo, mưu mẹo và có phần lươn lẹo một tí. Anh em nào phải cực kỳ nhạy và nảy số siêu nhanh thì mới biết thôi. Con gì đầu bò mà không phải con bò mà lại là đầu bò nhỉ? Chịu chưa, đó là con ốc sên. Rằng thì là mà nó chả dùng đầu để bò đi chứ còn gì nữa. Cái này phải tỉnh táo tàu lắm thì mới biết được đấy. Ai mà nảy số đoán ra nhanh trong 2 giây thì chắc chắn xứng đáng có 10 người yêu luôn. Mà này, khoan, hội những anh em con trai đâu cả rồi. Cẩn thận tình huống sau đây, còn xách dép chạy xa hội chị em tụi tôi đấy nhá. Sáng sớm khởi động sương sương cho giãn cái gân cốt nào. 3, 2, 1, phiu. Khoan, khoảng chừng là 2 giây, anh em đoán chị này có đáp đất thành công không nhở? Dĩ nhiên là thành công rồi, hay bị rơi tủm xuống luôn. Ôi xời ơi, nào có bay qua nổi đâu, cái kết là một rổ ếch kìa, quả vồ chất hơn nước cất thế này thì xứng đáng mấy điểm đây ta. Quả thật chị ấy có trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Tuy nhiên nghỉ hè này mà chơi dại thế, lũ bạn cười chắc rung trái đất quá. Xứng đáng lưu ngay vào sổ tay, 1001 trò không nên nghịch trước mặt đám bạn. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vũ trụ Ấn Độ, khiến anh em trầm trồ không gì là không thể khi ở đây luôn nhé. Ví dụ như cái trường hợp này này, người này cầm theo quả dừa khô, đi lại lại, tưởng đem về uống, nhưng không phải đâu, hơi bị tâm linh đấy, không biết người ấy cầm quả dừa khô để làm gì ta, chữa bệnh, tìm nước ngầm hay là để bắt rắn? Theo như nhanh trí tìm hiểu và được biết, ở bên Ấn Độ, người ta dùng dừa để tìm vị trí nước ngầm rồi sẽ đào giếng nha mọi người ơi. Ảo thật đấy, lần đầu nghe đến quả dừa còn có công dụng như thế. Thì đấy, người này cầm theo quả dừa đi lại lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó, cho đến khi quả dừa trên tay ông bỗng dưng đứng lên như này là chỗ đó có mạch nước ngầm. Mạch nước với quả dừa thì không biết liên quan gì đến nhau nhỉ? Bởi vì quá nghi ngờ nên các chuyên gia địa phương đã cho rằng nước ngầm thay đổi ở dưới đất và phản ứng với các khoáng chất có trong quả dừa. Ủa, vậy hả? Rồi đã đến đoạn tâm linh dữ chưa? Quay về Việt Nam thôi. Ở nước ta có một loài cá rất kỳ lạ nhất hành tinh này, vừa có mang, vừa có phổi, sống ở dưới nước, lại còn bay nhảy ở trên cạn được. Và chưa dừng lại ở đó, mà còn biết cả leo cây nữa cơ, quá là kỳ cục luôn. Vậy loài cá đó mang tên gì đây? Say ổ
Oh yes, đó là cá thòi lòi. Trời ơi, lần đầu tiên Nhanh Chí nghe thấy sau 20 mấy năm đấy. Nó sinh sống được ở vùng nước mặn, nước lợ, là cá mà lại có hai chân trước, bơi lội ở dưới sông, di chuyển ở trên bùn, chạy nhảy ở trên cạn. Và kỳ lạ hơn, nó có thể trèo lên cây. What the hell? Với vẻ đẹp độc lạ ấy, em nó đã lọt vào danh sách các loài động vật kỳ lạ nhất hành tinh. Sao mẹ thiên nhiên lại đẻ ra cái con kỳ cục thế nhở? Anh em gặp con này bao giờ chưa? Nhất là anh em ở miền Tây ý. Nhanh Chí nghe nói rất hay gặp phải không? Chứ Nhanh Chí chỉ nghe danh thôi, chưa được diện kiến em nó bao giờ. Rồi không biết em nó có cắn người không ta? Hay là có ăn thịt được không ta? Bạn nào biết không? Nhớ khai sáng cho Nhanh Chí với nhá. Tiếp theo sẽ là bài toán cực kỳ đơn giản, không biết bằng bao nhiêu đây. Bạn xem có mắc lỗi cách giải trong bài toán này không, giúp Nhanh Chí với. Đầu tiên, Nhanh Chí sẽ làm theo nguyên tắc nhân chia trước, cộng trừ sau và làm từ trái qua phải để xem ta có như nào. 240 nhân 0 bằng 0, 0 cộng 5 cộng 3 bằng 8, đáp án là 8. Không biết đã đúng chưa ta? Bạn nào mà thấy chưa đúng thì chấm điểm ngay dùm Nhanh Chí nhé. Nắng nóng như thế này mà cái quả tự nhiên nó lại hỏng, thế mới cày chứ lị. Phải làm gì bây giờ? Đừng lo cái gì khó, có chúng mình đây. Năm nay tôi 20 tuổi rồi mà chưa thấy ai sửa quạt như chị này. Không biết chị đang sửa quạt hay đi đẻ nữa đây. Chị cứ vặn bên này, lại vặn bên kia. Không biết sau dăm ba cái vặn vẹo như thế thì cái quạt có tai qua nạn khỏi không nhỉ? Cái quạt sẽ hỏng luôn hay là khỏi bệnh luôn nhỉ? Quạt kiểu, ôi chị ơi, đã đầu cột sống thì chớ, chị chữa kiểu này gãy xừ cột sống em rồi. Thôi tốt nhất chị cho hỏng luôn đi rồi nghỉ chữa luôn đi, cho tôi thành đống sắt vụn luôn đi, để sớm siêu thoát, chứ như này khổ lắm rồi. Tự nhiên thấy thương cái quạt ghê ấy, còn đây là quạt nhà tôi nè các bạn ơi. Khác gì cái trực thăng đang phẫn nộ muốn tấn công gia chủ không cơ chứ. Chưa hết, còn có thể là kiểu này nữa cơ. Thôi, khỏi ngủ, cứ tình hình này xác định thức đến sáng làm video cho lẹ các bạn ạ. Đấy, với cái tinh thần mạnh mẽ như thế thì anh em nhớ like, share và subscribe cho tôi nhé.